video tiếp theo Hồng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị hai lô đất mặt tiền đường xây nhà ở xây biệt thự khu vực này rất là mát mẻ đây quý vị ở đây có hai lô lô thứ nhất từ đây tới gần cây cột điện chiều ngang là 23 m chiều dài vào là 61 m tổng là 1.408 mét vuông có 300 m thổ cư rồi quý vị nhé có 300 m thổ cư rồi tha hồ mình xây nhà ở xây biệt thự, xây nhà vườn thoải mái luôn. Khu vực này thì mát mẻ hơn Sài Gòn tầm khoảng 2 độ. Vị trí này thuộc phường An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần với các khu vực như Bình Nhâm Lái Thiêu, gần đường Cách mạng tháng 8, đường Nguyễn Trí Thanh, gần Ủy ban nhân dân phường Bình Nhâm Lái Thiêu, cũng gần với khu vực cảng An Sơn quý vị nhé. Và đây là đường ngược lại này đường rộng tầm khoảng là 10 mét quý vị, đường nhựa quý vị nha, xung quanh đều có biệt thự, nhà vườn đầy đủ hết rồi quý vị nha. Đây quý vị, như quý vị nhìn thấy trực tiếp trên màn hình. Mình quay video vào trời hơi nắng và vị trí giáp với nhà này. sang bên đây, hai lô. Quý vị nào có tầm tiền phân khúc tài chính mạnh một xíu thì mua lô đất lớn này. Lô này thì giá 19 tỷ và lô kế bên là 7 tỷ 500 triệu đồng lô 19 tỷ thì có diện tích là 1408 m có 300 m thổ cư. Còn lô 7 tỷ rưỡi này thì vị trí từ góc cây này quý vị nhé sang tới bên kia là chiều ngang 13 m, dài vào là 54 m, tổng là 700 m vuông. Và lô này thì có 50 m thổ cư rồi, quý vị có thể lên thêm được quý vị nhé và xung quanh đây người ta xây biệt thự xây nhà vườn Lô này thì chiều dài vào là 54 m Giá 7 tỷ 500 triệu đồng. Quý vị có nhu cầu đi xem. Liên hệ với Hồng Sơn. Đây vị trí từ đây quý vị nhé. Sang đây. Và kế bên đây là những căn nhà biệt thự vườn này. Ở đây thì có 3 căn gần nhau. Và đối diện thì có một căn này cũng đang xây quý vị này. Sắp xong rồi. Vài tháng nữa là xong nhé. Đây quý vị. Hai lô. Một lô 7 tỷ rưỡi. Có 700 m và lô 19 tỷ thì 10 1408 mét vuông. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.